khi mà bà vợ của anh Hai Chờ này qua đời, thì trải qua mấy năm sau thì anh có là ba đứa con gái ở trong gia đình nha. Đó, khi mà anh cũng lam lụ lo đi làm ăn, thì trải qua mấy năm là đứa con gái lớn thì cũng mới mười mấy tuổi mà thôi, rồi đứa thì 7-8 tuổi, đứa thì 5-6 tuổi. Đó, thưa cùng quý cô bác, mà nhưng á là thấy xét lại trong gia đình ấy là thiếu có đạo đức thì nó sẽ bị cái hoàn cảnh này thế này. Khi mà vợ của anh Hai Chờ, tên cô bé Hai này, đã qua đời, thì qua đời sớm thì lẽ ra cái người qua đời thường thường người ta cũng được có cái phúc, cái phước đức gì đó, rồi phải chuyển lên sống làm người nữa là tệ nhất, hay hoặc là người ta sinh là về cõi tiên, cõi thánh, hay hoặc là ở cõi Phật, mà nhưng cái gia đình vô phước. Bắt đầu chị này bình thường thì đang sống với cái thời kỳ là bo giữ của, mà không hề biết việc phước đức, không biết tu hành. Thế nên cái lúc mà qua đời rồi thì cái chị bé Hai này mới sanh trở lại là một cái con chó, mà con chó anh Hai Chờ này anh nuôi cho trong nhà, anh xin anh đem về nuôi mà nhầm con chó cái. Đó, thưa cùng quý cô bác, bây giờ thì nó là đẻ ra một bầy con. Nó nghe thưa cùng quý cô bác, mà hằng ngày anh Hai Chờ lo đi làm ăn, làm mướn không, làm lụng gì vậy, cho nên quên tới là con chó trong gia đình của anh Hai Chờ đi. Thưa cùng quý cô bác, bây giờ là cái con chó này mà nó mới đi về xuống cái bà mẹ nằm ở bên gần chậm mới dưới quý cô bác. Nó mới, chó nó mới kêu: mẹ ơi, con là bé Hai mà vợ của ông Hai Chờ, mà hôm nay á là con chết vô phần bạc phước, con phải sanh lại làm con chó, mà bây giờ con chó cái của ông Hai Chờ nuôi trong nhà. Hằng ngày con ai đi ăn đồ phẩn dơ không? Nó nghĩa là không có được là ăn uống như chó của người ta nuôi, mà giả lại có một bầy chó con đẻ nữa. Chó cái thì đẻ bầy chó con rồi. Đó, thưa cùng quý cô bác, bây giờ trong cái hoàn cảnh thực tế đó thì kêu một lần, về kêu bà mẹ ruột một lần, rồi kêu thêm một lần nữa, kêu một lần thứ ba, mà nó chẳng lẽ con gái của mình nó đã chết thì bây giờ nó thành là con chó. Bà cũng thôi, thì sáng mình lên nhà ghé coi nó quả thật cái gì không. Thì bà mới tới lần thứ ba bà mới đi lên. Thưa cùng quý cô bác, quý đồng đạo, bây giờ đi lên tới trên đó thì bỗng nhiên có con chó trong nhà, chó cái của ông Hai Chờ, nó chạy ra nó mừng. Đó, thưa cùng quý cô bác, thì bà mới hỏi là: Chờ à, mà ở trong nhà con có con chó cái phải không? Đúng rồi má ơi, đó là bà vợ mà. Đúng rồi. Nó vậy là con chó cái nó đẻ mấy con nữa hả mày? Nó dạ đúng. Rồi như vậy thì hàng ngày bộ mày không có cho nó ăn sao ạ? Nói trời ơi, con nó ngay cũng quên sơ sót lo đi làm thuê, có cho nó ăn ở đâu. Nhìn nó ốm tanh ốm hôi bộ nó lỏng thỏng. Đó, thưa cùng quý cô bác, bây giờ bà mới kể lại đầu đuôi tự sự. Chờ à, con vợ của mày á là con gái của mẹ, mà nó về nó kêu mẹ 3 lần. Đó, nó nói là bây giờ con là bầu thai lên là con chó chó cái ở nhà của ông Hai, anh Hai Chờ, mà bây giờ là đã đẻ có một bầy chó con, 3-4 chó con, mà bây giờ là hàng ngày đi ăn phẫn dơ, chứ chẳng có là chủ nhà anh Hai Chờ chẳng cho ăn cơm nước gì. Vậy cho nên phải mang con như vậy, hàng ngày phải đi ăn đồ phẫn dơ để nuôi cái thân sống, mà còn phải cho con bú nữa. Đó, là một bầy chó con đó, thưa cùng quý cô bác. Vì vậy cho nên là cái cô này mới nói: mẹ, nếu như mẹ thương con thì bây giờ con còn 3 đứa con gái ở tại nhà anh Hai Chờ. Thôi thì mẹ nói 3 đứa con gái cho tôi đính chánh chút xíu, 3 đứa con gái là nó về nó ở dưới ngoại rồi. Đó, nếu như mẹ thì là thương con thì mẹ rước con về cho 3 đứa con gái con, nó cho ăn uống đặng nó đền cái ơn trước của con mà sanh thành nó, nghe mẹ. Nó kêu 3 lần như vậy lên đó thì bà mới thực lại đầu đuôi cho ông Hai Chờ này nghe,
Nói quả thật nếu là chẳng lẽ như vậy sao mẹ? Thì dằng co thì nếu quả thật mà nó có nói với mẹ gì nè, nếu mà mẹ quả thật á, nếu là con hai là con chó thì thôi, thì nhảy ra lên xe lôi của mẹ nè rồi đi về với mẹ. Quả thật quý cô bác quý đồng đạo, con chó nó nhảy lên xe lôi nó mừng nó liếm bà, nó liếm bà già ruột ngang, là mà bây giờ là con chó rồi chứ không còn bà già ruột ngang quý cô bác, hãy nghe kỹ. Như vậy thì bây giờ khi mà lên đó thì bắt đầu nó thôi vậy trời, mày cho tao con chó này gì với cho là tao nuôi để là đến hết cuộc đời nó là tao sẽ là chôn cất nó đó. Đúng quả thật như vậy quý cô bác, nói quả thật như vậy đó, biết sao giờ mà mẹ ơi, nếu quả thật con vợ của con nó thành là con chó như vậy thì thôi, thì bây giờ mẹ rước về y như lời mẹ nói vậy đi, vậy cho còn ba đứa con gái của con nó ở với mẹ dưới đó thì để cho nó phụng dưỡng là để nó trả ơn. Quả thật thưa cùng quý cô bác, bây giờ bà đi xe lâu đến đó xong tâm sự như vậy rồi, bà nói thôi giờ đi về, thì con chó ngồi trên xe bà quay về luôn, rước luôn cả đám chó con về dưới để là bà và vợ của anh hai chờ để nuôi cái con chó. Mà đem về dưới nuôi rồi quý cô bác, thời gian mấy chó con nó vừa lớn thì con chó mẹ nó chết rồi bà đem bà chôn luôn nha quý cô bác. Thời gian đó bà mới nhờ anh em là đến cầu nguyện, đồng đạo mới đến mới cầu nguyện cho con chó này đó. Vậy thì mai cái bà và vợ của anh hai chờ bà cũng có đạo đức như vậy, cho nên cầu nguyện đó, cầu nguyện cho là con cái linh hồn của con chó đó để đi sang kiếp khác. Thì thưa cùng quý cô bác, ở nơi đây mình muốn nói đến trong cái định lực nhân quả mà tôi kể mẫu chuyện trên á, mà Đức Thầy cho biết là lực nhân quả thật là cao diễn suốt của kim chẳng lọt một ai. Thì có hai cha con của ông chú này, thì ổng thì tối ngày cứ bài tiệc nhậu rồi đi bắt cóc rồi xôi ếch xôi nhái để về con cái mình, nó cắt đầu nó mổ lột da để cho ổng làm mồi nhậu hoài vậy đó. Thì một ngày nọ đó ổng có khách, hai ông bạn ổng mới kêu thôi đêm nay đó mình sửa sạn cây đuốc nhúng dầu để mình đi bắt một số cóc về để mình nấu cháo cóc đậu xanh mình ăn. Thì xin thưa cùng quý vị, trong một cái thời gian á, hai ông bạn và ổng đi mới là soi được một số cốc đem về. Thì lúc đó là cả như là đem về kêu con gái út của ông chú đó đó là chuẩn bị để mình ngồi ở đó trên đằng trước mình uống trà đi rồi chờ để cho con mình nó bắt đầu nó làm cốc ra đi rồi mình nấu cháo cốc để nhậu lai gai anh em ơi. Thì lúc đó thì mấy ông bạn ổng ra đằng trước ngồi. Ổng nói út ơi, con đem cái bọc bao cốc này con đem ra con cắt cổ lột da nó đi rồi nấu cháo. Như vậy thì cái cô này nè, cha mình sai như vậy cổ nghe lời cha, cái bắt đầu cổ mới đem về đem ra sau đó quý vị. Mà hồi xưa đó thường thường đó, mỗi một cái nhà đó là có một cái cây gơm đó, cái cây gơm để mà dựa ở sau đó. Thì trong lúc đó đó cô mới đem cái bao cốc ra ngay cây rơm đó cô để đó. Thì cô chuẩn bị một cái miếng thớt và cái dao. Rồi cô bóc ra một con đầu tiên đó cô cắt á, thì hai cái tay của con cốc nó đỡ cái dao lên. Cô thấy nó quá tội nghiệp cô mới thả ra. Thì con này hết rồi tới con kia thì vừa đưa lên thì nó đỡ dao vậy đó quý vị. Thì nó đỡ liên tục như vậy cô thả hết trơn cái bao cốc luôn. Cô thấy không đành cắt cổ nó, thả nó hết vô trong cái đống rơm đó, nó phóng vô đống rơm nó nằm ở trong. Như vậy thì mấy ông bạn ở đằng trước nó, mấy ổng nhậu ở đằng trước cũng lai gai để chờ đợi làm cốc ra để mà đặng mà nấu cháo. Thì ông già chạy vô hỏi út ơi, ra tuốt rồi đống rơm sao hè, nói con làm rồi chưa. Thì vừa vô tới thì con gái của ổng nói ba ơi, con thấy cái con cốc mà con đưa cái dao vô con cắt cổ nó như vậy rồi nó đỡ, con thấy tội nghiệp quá con thả hết rồi. Thì ông già này ông lúc đó là kể như là uống rượu vô rồi đâu có còn kể gì nữa. Lúc đó là say rượu rồi mà lại mất cái mồi ngon của mình nữa. Ông quá tức đi. Ông chụp cái dao đó. Ông chụp cái dao ông đâm con gái của ông vào cái hông này một cái như vậy đó là
con nhỏ lật ra là máu me chết rồi bằng tại chỗ luôn, là nó lật ngang cái đống rơm đó đó. Là lúc đó ông thức tỉnh rồi, ông thấy con nhỏ con gái ông chết rồi, là ông hết hồn hết vía. Lúc đó là ông mới là ém cái xác của con của ông vô cái đống rơm đó đó, để mà ông ra ông bình tĩnh để ông nói chuyện với ông bạn, mấy ông bạn ông cho phục rượu cho say, đặng mà ông tìm cách đặng ông đem chôn gái ông. Thì quý vị thấy rõ đó là cái việc mà nói là cái sự nhậu nhẹt là nó mất đi cái lý trí, nó không có còn nghĩ về cái việc mà con cái, hoặc là lúc đó là rượu uống vô rồi đó, thì nó đâu có còn nhớ được cái gì đâu. Đó thì lúc đó là kể như ông mới là đi ra ông mới phục vụ cho hai ông bạn, ông uống cho say thiệt say rồi cái bắt đầu ông mới là chở vô để mà ông chuẩn bị để mà ông lo cái vấn đề cái xác của con ông. Đây là một cái điều mà nó rất là lạ. Đó quý vị mình thấy đi, nguyên một cái bầy cóc đó đó, lúc mà ông nhét con của ông vô, ông lấy đồ chiếc chiếu ông đậy lại ở trong cái đống rơm đó, thì ông vô bạn của ông xỉn là nhậu say hết trơn rồi, thì ông hé cái chiếc chiếu lên đó, thì ông thấy nguyên cái bầy cóc đó, nó lại nó liếm ngay chân chỗ cái vết thương của con ông á, nó liếm ngay cái vết thương đó là kể như là không còn chảy máu nữa, mà con gái của ông là lúc đó là nó tỉnh lại. Đó như vậy thì khi nó tỉnh lên đó là ổng hé lên là ổng biết là con mình là nó đã tỉnh rồi, ổng mới thức tỉnh lại. Ổng mới kêu con ơi, có sao không? Thì con gái ổng nói là không có, coi như là bây giờ con đã đỡ rồi, con biết, bởi vì ổng biết là ổng đã là sai lầm rồi. Thì lúc đó là ổng mới chợt nhớ lại là cái vết dao của ổng đâm đó, ngay chỗ đó ổng vạch ra là cái vết dao đó nó cốc, nó súm lại, nó liếm là nó hiếp cái miệng là nó không còn chảy máu nữa. Đó thì cái nhân quả đó đó, trước mắt là ổng gây, nhưng mà hôm nay đó vì cái chỗ mà con ổng đó nó thả cái bầy cốc này, có nghĩa là nó như nó phóng sanh đó, thì nó sẽ đền ơn cho cái cô này. Thì ổng mới là bồng con ổng ra trước cửa nhà, ổng mới thú thiệt với bạn của ổng là thôi từ đây sắp tới tôi sẽ quầy đầu, tôi hối ngộ không còn nhậu, không còn ăn chơi nữa. Một cái sự là sai lầm mà tôi giết con tôi mà tưởng là chết, nhưng mà ở đây đó cái bầy cóc rõ ràng tôi chứng minh thấy là nó lại nó liếm cái vết thương của con tôi. Thì hôm nay đó xin thưa toàn thể cô bác, cái việc mà con của cái ông chú này đó thả cái bầy cóc này đó là cũng như không khác nào gieo một cái nhân lành đó. Mà cái nghiệp của con của ổng đó giờ tới giờ đó là cả như đã hết, có nghĩa là lên đây để trả nợ, nhưng mà ngày nào cũng sát giết, ngày nào cũng cắt đầu, ngày nào cũng lột da để cho ổng nhậu. Nhưng hôm nay đó tới đó là cái nhân duyên nó đã đến rồi, thì ổng sẽ quầy đầu trở lại, từ đó tới sau ổng không còn nhậu nhẹt nữa, mà ổng lo làm ăn và lo tu hiền để quầy đầu hướng thiện. Đó là một cái mẫu chuyện thứ hai, là cái mẫu chuyện sát giết trong cái loài vật của chúng ta. Thì bởi vì quý vị mình thấy đó, tất cả các con vật nó cũng có linh hồn, nó cũng có là cái sự sống, nhưng mà tại vì mình ý cái sức mạnh của mình hiếp cái loài vật, thành ra hôm nay đó mình gây tạo nên những cái ác nghiệp thì mình sẽ trả, còn mà mình gieo cái thiện thì nó sẽ đáp lại cho cái thiện cho mình. Và kính thưa quý vị, đây là cái mẫu chuyện thứ hai vừa qua đã xong. Thì cũng xin thành thật cảm ơn toàn thể chư quý vị. Nếu quý vị nào mà có nghe được những mẫu chuyện nhân quả này thì chúng ta sẽ coi vào đó, và coi vào cái kinh lực của Phật, của Thầy để chúng ta trì hành và nhớ cố gắng. Nếu mình gieo cái nhân lành thì chúng ta sẽ gặp cái hạt giống lành. Thì một ngày nọ đó, anh thường sáng thức dậy là anh nhậu rồi. Một ngày nọ anh không có mồi gì hết trơn. Thì ở bên xóm một bên đó có cái cô đó cổ nuôi gà nhiều lắm, nhưng mà con gà này đặc biệt là con gà của cổ, con gà trống này nó tốt lắm. Đó là xin thưa quý vị, thì cái người mà cái ăn uống này đó, Đức Thầy nói rõ cho mình biết đó,
cái người mà ăn uống say xưa này đâu có còn kể gì cái nhân tính nữa. Thì lúc đó đó anh mới là thấy con gà nó bước qua bên cái phần đất của ảnh kế nhà đó. Ảnh thấy gì anh lấy cái cây. Ảnh mới chọi con gà trống một cái con gà trống nó chết. Ảnh bắt con gà trống á, đem vô ảnh làm thịt, ảnh xào ăn đặng mà ảnh nhậu. Thì khi mà ảnh ngồi ảnh nhậu lai gai đó quý vị, cái cô ở bên xóm nó cổ kiếm con gà trống của cổ, mà chồng của cổ giao giữ con gà kỹ lưỡng lắm, mà cuối cùng gà đi đâu mất tiêu mà cổ kiếm hoài không được, đi quanh qua quanh lợi cũng kiếm không được. Một hồi ông chồng đi vắng ở nhà giao con gà giờ cho cô gán mà cô giữ, con gà tốt lắm. Thì toàn thể quý vị biết đó là trong cái việc làm như của anh này đó, ảnh có cái tâm đó là thú tính đó quý vị. Khi cô này cổ vừa bước qua tới bên đây hỏi gì chứ chị đi đâu bên đây à? Nói con gà trống của tôi á, không biết hồi chiều tới giờ mà nó đi đâu mà cũng lạc mất tiêu, sao tôi kiếm hoài không được. Thì lúc đó là anh uống rượu ba cườm rồi đó nghe. Thì anh thấy cô này cổ bước qua đó thì kiếm con gà không được, thì lúc đó cô mới chạy vòng qua vòng lợi cô kiếm, thì bắt đầu ảnh mới sanh tâm đó quý vị. Nó nổi lên cái cơn mà sanh tâm, đặc biệt là cái ác tà dâm nó sẽ nổi lên. Thì thấy cô này cũng đẹp, thành ra lúc mà uống rượu vô rồi mà thầy nói ứa ác tà dâm thứ năm càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần làm đảo quyền tất cả quốc dân, tôi giết chúa con đành sát phụ. Như vậy thì ở đây đó toàn bộ đó cái tội này, cái tội nặng nhất đó là một cái điều kiện. Khi mà cô vừa bước qua thì anh này anh sanh tâm rồi là đóng cửa lại, ảnh hiếp dâm cô này đó. Đây là một cái mẫu chuyện mà cho cô bác anh chị em mình thấy rõ, đó là một cái việc làm, đó là cũng như là trong cái loạn luân trong cái thời kỳ mạt pháp đó quý vị. Thì xin thưa quý vị, khi mà cô này đó cổ dùng dãy, cổ không có ý, cổ không chịu, cổ dùng dãy như vậy, cổ, anh này ảnh sanh tâm. Ảnh nói nếu mà không chịu thì ảnh phải bắt buộc anh phải giết cô này luôn. Đó thì hiện tại bây giờ đó, vì cái lúc mà không còn là cái nhân tính nữa, thì anh bắt buộc anh là dùng cái dao anh đâm cô này chết luôn. Thì trong ba cái nghiệp này đó, một là cái nghiệp là trộm cướp, tà dâm, rồi sát sanh. Như vậy thì nó dồn lại chỉ có một. Rồi cái tội, cái nghiệp của anh này đó không thể nào mà tha thứ được. Khi mà giết rồi đó, chánh quyền người ta hay được rồi đó, ở nhà nước người ta hay được rồi, thì người ta lợi thì hoàn toàn đó, ảnh thức tỉnh lên rồi thì lúc đó là kêu án tử hình anh chứ không còn gì nữa hết. Đó, đó là một cái việc làm mà có thể nói là cái người mà không còn một cái tính người. Mà hiện tại trong cái thời kỳ này đó, bà con mình biết trước đó, Đức Thầy nói thời kỳ này là nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa thì quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Như vậy thì ở đây đó, cái tham sân si đó, ở trong cái thập ác đó, hiện tại bây giờ đó mình còn gánh nặng những cái tham, cái sân, cái si nó đều có hết. Và cái việc sát sanh này đó mình phải nên chừa bỏ. Đó là một cái nghiệp mà vừa trộm cướp mà vừa sát sanh mà vừa tà dâm luôn. Thì ở trong này đó là hoàn toàn gốt gáo lại đó, thì anh này ảnh bị tử hình, không thể nào lực pháp nào tha được. Đây là cái mẫu chuyện thứ ba. Thì bà con mình thấy rõ đó, từ đây nên nhớ lời của Phật, của Thầy đã dạy. Cái nghiệp mà trong thập ác đó mình nên nhớ để chừa bỏ. Chúng ta phải cố gắng nghe lời Phật, nghe lời Thầy đã dạy. Trong cái việc làm của mình đó, từ đây sắp tới đó, mình phải nên nhớ là làm tất cả các việc từ thiện và tránh đi những tất cả những điều độc ác.
lầu mình phải quyết gội rửa tấm lòng cho trong sạch. Thì cũng có một cái đôi lời để nhắc nhở tất cả các thanh niên và các cô thiếu nữ tuổi còn nhỏ, thì chúng ta nên nhớ là một là cái nghiệp sát sanh, hai là cái nghiệp đạo tặc tà dâm. Cô bác nên nhắc nhở tất cả các em hoặc là các cháu để dừng chân lại, và đừng vì một cái cuộc vui nào đó mà nó sanh ra những cái điều làm cho cha mẹ mình phải phiền, làm cho cha mẹ mình phải gầu lo, rồi anh em con cháu phải vào ngồi ở trong cái ngục. Đó là một cái điều kiện nó nên tránh đi. Thì tôi cũng có những cái lời để nhắc nhở tất cả bà con gắng nghe, cố gắng nghe lời Đức Phật và Đức Thầy là dạy mình làm những cái việc gì mà nói những việc gì mình phải làm lành và nói lành đó, thì đó là một cái điều thiện nó sẽ đưa đến cho mình.